Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, hiện tại bây giờ em đang test đôi loa AZ hàng bãi cực kỳ là chất và đẹp, và em đang test đôi loa này và em gửi cho anh Mai Thọ ở Bưu điện Hồng Nghĩa, tỉnh An Giang. Đây các bác có thể nhìn thấy còn rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Gồm một loa của nó gồm 4 chép nhé, 4 chép và 1 bass 25. Toàn bộ là vẫn còn nguyên zin của nó, và em mới chỉ tháo cái căng nó ra thôi. Và em tháo cái căng ra cho các bác xem nữa. Với những dòng sản phẩm này thì nó gọi là hay tuyệt đối luôn, cực kỳ là hay về chất. Và đây là loa mà có e căng. Đấy, và bên này thì em đã tháo e căng của nó ra này. Tiếng rất là sâu lắng và hay. Kể cả về nhà khi các bác nghe nhạc, nghe những nhạc vàng, nhạc trẻ, hoặc là với những đôi loa này các bác hát karaoke thì nó cũng rất là ok đấy. Hoặc là những các bác mà đã có những đôi full rồi, những đôi full 25 hay là full 30, thì các bác có thể ghép những đôi loa này vào làm những loa trả lời, nó cũng cực kỳ là ok, giá nó cực kỳ là rẻ. Và trong khung giờ livestream thì bên em bán với giá là 2.800.000 đồng. Các bác không hề nghe nhầm đâu ạ, giá đôi loa này trong khung giờ livestream chỉ có 2.800.000 đồng, cực kỳ là rẻ, nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ là ok luôn, cực kỳ hay. Hiện tại bây giờ các bác đang được nghe nhạc qua đôi loa AZ308 này, rất là chất. Từ những đường nét thiết kế của nó nhá, hình vòng cung đây, phía mặt trước đây được thiết kế hình vòng cung, và loa chép này thì được đánh ra bên check 45 độ, loa chép bên này cũng được đánh check 45 độ, và loa bass thì được hướng thẳng đấy. Với những sự thiết kế và bố trí này thì cái loa nó cực kỳ là hay, và tiếng chép, tiếng bát nó cho ra cái đường nhạc thật sự là nó quá chất luôn, âm thanh nó quá tinh tế luôn. Đây em sẽ mở một cái chút nhạc remix lên cho các bác cùng nghe nhé. Đấy. Đấy, các bác có thể nghe này, tiếng rất hay luôn. Kể cả các bác nghe nhạc nhẹ hay là nhạc remix. Đang được nghe những cái bài nhạc nó cực kỳ là trong sạch, và tiếng nó rất là sáng, và âm bass của nó thì rất là đầm nhé.
được đầm được sâu luôn. Vâng, đây là đôi loa của anh Mai Thọ, Bưu điện Hồng Nghĩa, An Giang. Vâng, và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây để đóng hàng gửi cho anh Mai Thọ. Và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác không có thể để lại số điện thoại, bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác được nhé. Các bác không hề nghe nhầm đâu ạ. Đôi loa này chỉ có giá của nó trong khung giá livestream chỉ có 2.8 triệu thôi. Và tiếng của nó rất là hay. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video và những sản phẩm tiếp theo của bên Cốc Audio chúng em.